đổi về luật trong thời gian gần đây cho phép sinh viên quốc tế làm việc và định cư khi du học Canada đã thực sự thu hút sinh viên quốc tế. Thì Tân Đại Dương với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học du lịch các nước xin giới thiệu đến các bạn du học Canada tại thành phố Kamloops. Kamloops là một thành phố ở phía nam miền trung British Columbia, ở hợp lưu của hai chi nhánh của sông Thompson và gần Kamloops. Thành phố được xếp hạng 37 trên danh sách 100 khu vực đô thị lớn nhất ở Canada. Thành phố được bao quanh với cái vẻ đẹp tự nhiên và giàu tài nguyên thiên nhiên. Thành phố này còn được gọi là giải đấu vốn của Canada. Với thiên nhiên tuyệt đẹp và giao thông tiện lợi, thì Kamloops là cái môi trường an toàn và thoải mái. Một thành phố đa văn hóa với khí hậu được bình chọn là nơi có mùa hè đẹp nhất Canada. Thành phố có khí hậu khô mát cùng với rất nhiều các hoạt động sinh hoạt ngoài trời, các địa điểm giải trí trong thành phố và ngay tại trường, cùng với các cái mức phí sinh hoạt vừa phải, phù hợp với điều kiện của nhiều sinh viên quốc tế. Thì đây là một nơi rất là thích hợp để bạn học tập và nghiên cứu, với thời tiết thì trong lành, mùa hè thì dễ chịu, mùa đông thì mát mẻ. Ngoài ra trong thời gian sống, học tập và làm việc tại thành phố Kamloops, bạn sẽ có cái cơ hội được thực hiện những cái chuyến thám hiểm thú vị cùng với những cái bạn bè như là câu cá, thể thao, trượt băng, chèo thuyền, chơi golf và nhiều hơn nữa là cuộc phiêu lưu, hoạt động thể thao và vô cùng tuyệt vời. Ngoài thành phố Kamloops thì các bạn khi mà du học Canada thì các bạn cũng không nên bỏ lỡ tại thành phố Victoria xinh đẹp, được mệnh danh là viên ngọc quý. Victoria với đặc điểm nổi bật là sạch sẽ, yên tĩnh, thân thiện và an toàn. Khí hậu thì ôn hòa, được xếp hạng trong 10 thành phố đẹp nhất trên thế giới. Bạn sẽ có cơ hội dễ dàng tiếp cận bằng việc bay trực tiếp vào sân bay quốc tế hoặc một chuyến phà ngắn đến Vancouver, British Columbia hoặc là Seattle, Washington. Ngoài viên ngọc quý, Victoria còn được mệnh danh là thành phố của những ngôi vườn và được xem là một thành phố ấm áp nhất Canada. Thì Victoria mời gọi các du khách khắp nơi trên thế giới đến viếng thăm và tận hưởng cái vẻ đẹp thiên nhiên rực rỡ và hương vị văn hóa độc đáo. Thì một trong những nơi nổi tiếng nhất của thành phố Victoria là khu vườn Butchart Garden, là một trong những nơi đẹp nhất trên thế giới, rộng 55 hecta, được thiết lập hơn 100 năm trước đây. Thì vườn Butchart có tới hàng trăm loại hoa khác nhau. Nhà hàng Việt được xếp thứ 3 trong danh sách nhà hàng Việt Nam ở Victoria. Nơi đây luôn có một món mang đậm bản sắc Việt Nam, đó là món phở. Trung tâm hỗ trợ thông tin và các quầy bán kem, bán nước uống, các cái lợi phục vụ người dân nơi đây ở ngay bên bến cảng. Thì bến cảng cũng là nơi hóng mát lý tưởng cho cả gia đình. Có cả những chiếc xe kiểu như xích lô của Việt Nam đứng dọc theo đường Bellevue chào mời người đi đường, đi tham quan thành phố. Thì con đường Moose, Godman và Bellevue dọc theo cái bến cảng là những con đường đông vui nhộn nhịp nhất, là linh hồn của thành phố. Thì lúc nào cũng tấp nập du khách nhộn nhịp, thuyền bè dưới bến và người đi bộ trên bờ. Thì khu bến cảng là nơi lý tưởng để ngắm cảnh. Và một điều thú vị của thành phố Victoria là hệ thống xe ngựa. Dịch vụ đi xe ngựa được mở cho khách du lịch cũng như là dân địa phương từ năm 1903 cho tới nay. Thì du khách không chỉ khỏi ngoái nhìn mỗi khi nghe tiếng khua lọc cọc của vó ngựa trên đường nhựa. Đó là sơ lược về thành phố Victoria cũng như giải thích về biệt danh của thành phố này. Nếu mà các bạn muốn thông tin chi tiết hơn ở các bang để du học hoặc du lịch tại Canada thì các bạn có thể liên hệ các tư vấn viên của Tân Đại Dương qua số điện thoại là 0838484879 hoặc truy cập website tân-đại-dương.edu.vn. Xin chào các bạn, rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Hỏi Đáp Du Học Canada cùng công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và bạn biết đấy, Canada, cái tên khi được nhắc đến, ta liên tưởng đến một nơi luôn được tôn trọng về môi trường xanh, yên bình và cảnh vật được mệnh danh là thiên đường trên trái đất. Du học Canada thì đồng nghĩa với việc là sẽ được có nhiều ưu đãi trải nghiệm về văn hóa thú vị. Và không để mất nhiều thời gian, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của bạn Khánh Ngọc. Nội dung câu hỏi của bạn như sau. Em muốn học tại Canada, nhưng còn đang lo lắng về việc thích nghi với cuộc sống mới khi học tập tại một môi trường mới, khác biệt hoàn toàn với Việt Nam. Tân Đại Dương có thể cho em một vài lời khuyên. Vâng, Tân Đại Dương xin trả lời câu hỏi của bạn Ngọc như sau. Bạn đừng quá lo lắng bạn nhé. Canada là đất nước đa văn hóa. Vì đa văn hóa nên là điều này cũng đồng nghĩa với sự phong phú về ẩm thực, thời trang, kiến thức và cách sống. Mọi người đến Canada với nhiều mục đích và hoài bão khác nhau và họ tin rằng đất nước yên bình sẽ đáp ứng được những ước mơ trong tương lai của họ.
đối với một du học sinh, ước mơ của bạn và đại đa số là tiếp thu được nền văn hóa hiện đại, học tập, sinh sống và làm việc tại Canada. Bạn an tâm luôn về mức độ tội phạm nguy hiểm tại Canada được đánh giá là rất thấp bạn nhé. Hơn thế thì đất nước này có nền kinh tế hỗn hợp giữa tư bản và dân chủ, nên là người dân được hưởng khá nhiều chế độ ưu đãi về bảo hiểm và sức khỏe. Vì tính dân chủ, bình đẳng cao, nên là sự phân biệt giữa các tầng lớp trong xã hội tại Canada không được chủ trương tại đây. Thêm vào đó là hệ thống giao thông rất thuận tiện cho việc học tập của bạn đấy. Hy vọng rằng qua câu trả lời vừa rồi sẽ giúp bạn mạnh dạn hơn cho việc quyết định chọn Canada làm điểm đến du học của bạn. Tân Đại Dương chúc bạn học tập thật tốt. Và mọi thắc mắc về thủ tục du học, chọn ngành, chọn trường học phù hợp, bạn hãy liên hệ ngay đến công ty tư vấn du học du lịch Tân Đại Dương qua số điện thoại là 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty thì địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để chuyên viên tư vấn hỗ trợ.